Chúng ta ai cũng biết rằng Lào và Campuchia là hai đất nước láng giềng của Việt Nam. Ở Lào thì có hãng hàng không quốc gia Lào Airlines. Còn ở Campuchia thì có nhiều hãng hàng không hơn như Đặc biệt nổi trội hơn hết trong các hãng hàng không này đó chính là hãng hàng không Cambodia Angkor Air là hãng hàng không quốc gia của Campuchia. Và ở cái video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và so sánh Lào Airlines và Cambodia Angkor Air. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu và so sánh xem coi hai cái hãng hàng không này có mấy loại máy bay, mỗi loại có mấy chiếc và giá trị của chúng như thế nào. Rồi, xét về mặt tổng quan thì trước mặt của các bạn đó chính là toàn bộ đội bay của hai hãng hàng không Lào và Campuchia. Nhìn sơ qua thì chúng ta có thể thấy là hai cái hãng hàng không này nó có ít loại máy bay. Lào Airlines thì nó chỉ có hai loại máy bay thôi, ATR 72 với A320 200. Còn bên Campuchia thì họ có uh, thêm A321 200, còn lại là nó giống bên Lào, nó cũng có A320 200 và ATR 72. Đó, thì đó là nhìn sơ qua tổng quan về thoại bay của hai hãng hàng không. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Ở bên Lào Airlines trước đi. ATR-72 chiều dài 27 m Bên Lào thì họ có là 7 chiếc và mỗi chiếc là 26 triệu đô. Và 7 chiếc thì chúng ta có 182 triệu đô. Tiếp theo, chiếc thứ hai cũng là chiếc cuối cùng. A320-200 chiều dài 38 m Mỗi có 4 chiếc và mỗi chiếc là 101 triệu đô. Nhân lên cho 4 chiếc thì chúng ta có 404 triệu đô. Tổng thể là bên Lào Airlines có 11 chiếc và tổng giá trị là 586 triệu đô. Hơn nửa tỷ USD một chút xíu. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua Cambodia Angkor Air. Chiếc ATR-72 thì bên Campuchia họ có 3 chiếc mỗi chiếc 26 triệu đô và tổng là nhân lên là 78 triệu đô. Chiếc thứ hai A320-200 có chiều dài là 38 m hai chiếc, họ chỉ có hai chiếc này thôi, 101 triệu đô cho mỗi chiếc và chúng ta có là 202 triệu đô cho hai chiếc này. Chiếc thứ ba cũng là chiếc cuối cùng A321-200 chiều dài 45 m có hai chiếc, mỗi chiếc là 117 triệu đô, về tổng cộng là 234 triệu đô. Tổng cộng lại, a à, Cambodia Angkor Air có 7 chiếc máy bay, tổng giá trị là 514 triệu đô. Rồi, tổng lại, tổng lại, tổng kết lại, thì bên Lào Airlines có nhiều máy bay hơn. Bên Campuchia và cái tổng giá trị của nó nó cũng nhiều hơn một chút xíu là 586 triệu đô trong khi bên Campuchia chỉ có là 514 triệu đô. Rồi xong thì chúng ta mới vừa hoàn thành xong cái việc uh, so sánh đội bay của hai hãng hàng không quốc gia Lào Airlines và Cambodia Angkor Air.